Ngày 20 tháng 2, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế Infosan về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Pronobacter Sakazaki and Salmonella Newport sau sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition Storgi, bang Michigan, Mỹ. Đến nay, người tiêu dùng tại Mỹ đã thông báo về 4 trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó một trường hợp đã tử vong, không được xác nhận là do nhiễm Pronobacter. Hiện Nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan được sản xuất tại nhà máy liên quan. Cục An toàn Thực phẩm cho biết theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp, các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu từ Mỹ tới Việt Nam. Cụ thể là sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ, nhãn hiệu Similac, Alimentum and Elka, tên công ty là Abbott. Hai số đầu tiên của mã số từ 22 tới 37 và mã số trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH hoặc Z2 và hàng sử dụng từ 1 tháng 4 năm 2022 trở về sau. Thông tin từ Infosan, Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại Việt Nam để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường. Trước thông tin này, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên và đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo trên thị trường.